kinh doanh gì chẳng hạn. Đây là mình đã cho các thứ một cái module gì này. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review sẽ giới thiệu với các bạn một bộ sản phẩm mới, đây là bộ đầu kẹp robot. Thì bộ đầu kẹp robot này sẽ có một số cái phụ kiện như là một bộ khung bằng mica, một số loại cộng đồng này, gồm có cộng đồng M3 cộng 10, M3 12, M3 20, vít M3, một bộ vít M2. Và sau đây thì mình sẽ tiến hành lắp ghép cái bộ đầu kèm này. Thì bộ đầu kèm này sẽ đi với một cái động cơ FL90 đây. Thì đây các bạn, động cơ FL90 các bạn sẽ lắp vào đây. Các bạn chú ý cho mình là đầu này, đầu trục của động cơ FL90 sẽ quay về phía mà không có hai cái này. Thì đầu trục động cơ FL90 chúng ta lắp động cơ FL90 chúng ta sẽ sử dụng bộ ốc M2 đây. Đây, sau khi bắt xong một cơ, các bạn tiến hành chúng ta sẽ có một cái cộng đồng M3 12 M3 cộng 10, đây thì các bạn sẽ cho nó qua như thế này. Sau đó các bạn sẽ để ý cho mình là cái phần ốc này, cái phần trục của động cơ này sẽ nằm cùng phía với nhau, thì các bạn cho vào đây. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng là cộng đồng hai đầu cái M3 x 20 để tạo thành cái khung cho xếp vô ở đây. Đây các bạn có thể quan sát. Các bạn chú ý cho mình là ở một phía này chúng ta sẽ và thay vào đây là bằng một đầu trục M3 của 12. Lý do tại sao thì tí nữa chúng ta sẽ quan sát tiếp. Như vậy là mình đã xong phần khung động cơ servo, để chúng ta sẽ đến phần tay gắp. Thì đây phần tay gắp chúng ta sẽ tiến hành sử dụng ốc M3, sử dụng cộng đồng M3 của 12. Tiếp theo tiếp chúng ta sẽ lắp phần tay phụ ở giữa, sau đây sử dụng cộng đồng M3 của 10. Tiếp một tay gắp phụ nữa, một bên còn lại chúng ta cũng làm tương tự. Thank you.
chúng ta đã xong và hai phần tay gác và phần khung. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành lắp phần tay gác này vào cái khung. Thì các bạn chú ý là ở đây thì cái phần tay gác mà chúng ta lắp vào cái servo thì nó sẽ có con ốc như này. Thì các bạn chú ý lắp đúng chiều cho mình. Đây. Thì cái servo nó sẽ có một bộ như này. Các bạn lắp vào đây. Các bạn chú ý đây, thì khi chẳng hạn đóng cái servo nó sẽ nằm vào như này và chẳng hạn vào kích cỡ nó sẽ nằm như này, thì chúng ta sẽ bắt servo vào, bắt ốc giữ đầu trục servo. Ốc nội đi kèm cho bộ servo để lắp vào đây, giữ cố định cái tay này. Vậy là chúng ta đã xong phần tay đi với servo. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành, đây chúng ta sẽ còn một con vít ở đây, lắp vào, cố định như này. Chúng ta sẽ tiến hành lắp cái phần tay còn lại. Thì bên tay còn lại bỏ trí ra, đây chúng ta sẽ vừa ốc này ra, kiểu, và lúc này chúng ta lắp tay còn lại. Các bạn chú ý là căn cho mình cho nó vào điểm giữa luôn. Sau đây thì mình sẽ demo sản phẩm và chúng ta sẽ sử dụng là kit Arduino Uno R3 đọc giá trị tuyến biến trào quay và chuyển sang góc quay để điều khiển servo. Thì đây chúng ta sẽ cầm là cấp nguồn cho Arduino. Khi mình xoay biến trở đây chúng ta có thể cho các thứ một cái module gì lên đây. Trên đây thì nhóm review đã giới thiệu cho các bạn cách lắp ghép một bộ đầu kẹp robot. Thì để làm một con robot thì phần đầu kẹp này là phần quan trọng và phần là phần khó lắp ráp nhất, khó chế tạo nhất. Thì hiện tại thì ta đã có những bộ sẵn như này, thì việc chế tạo những con robot có thể là mô phỏng cánh tay robot công nghiệp để làm đồ án tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng bộ ghép kẹp này. Video của nhóm review đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.